đề nghị quý vị đại biểu, quý vị khán giả cùng nhiệt liệt chào mừng hai đội bóng câu lạc bộ Khánh Hòa và câu lạc bộ Viettel ra sân trong trận đấu ngày hôm nay. Xin chào quý khán giả thân yêu của FPT Play. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang được chứng kiến những hình ảnh được truyền trực tiếp từ sân vận động 19 tháng 8 tại thành phố biển Nha Trang. Đây là những diễn biến muộn nhất của vòng đấu thứ 11 Nightwalk V-League 1 2023 trong cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Khánh Hòa và đội khách câu lạc bộ Viettel. Đây là một trận đấu hứa hẹn sẽ cam go với cả hai câu lạc bộ. Khánh Hòa vào lúc này đang kiên trì với mục tiêu để được góp mặt trong top 8 khi mà giai đoạn 1 đang đi đến những trận đấu cuối cùng. Còn với đội khách Viettel, với những kết quả tích cực gần đây thì họ đang nghĩ đến một vị trí ở nhóm đầu. Vì vậy cả hai đội bóng sẽ nỗ lực để có được một kết quả tích cực trong trận đấu ngày hôm nay để đạt được những mục tiêu riêng của mình. Chúng ta có thể chờ đợi một trận đấu cam go sẽ diễn ra trong những phút sắp tới. Chào mừng quý vị và các bạn đến với những diễn biến cuối cùng vòng đấu thứ 11 của Nightwalk V-League 1 2023. Đến dự khán trận đấu ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu. Ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa, trưởng ban tổ chức địa phương. Trước khi trận đấu bắt đầu, kính mời quý vị đại biểu, quý vị có mặt trên sân vận động cùng đứng lên làm lễ chào cờ. Sau phần giới thiệu các đại biểu thì chúng ta sẽ đến với buổi lễ chào cờ trên sân vận động 19 tháng 8 trước cuộc đối đầu giữa Khánh Hòa và Viettel. Nghiêm! Buổi lễ chào cờ đã kết thúc và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những công tác chuẩn bị cuối cùng cho cuộc đối đầu thuộc khuôn khổ vòng đấu thứ 11 của Nightwalk V-League 1 2023. Khánh Hòa vẫn đang ở một vị trí vào lúc này là có thể nói khả quan so với thực lực của họ trước khi mùa giải bắt đầu. Và lúc này thì đội chủ nhà Khánh Hòa với những diễn biến đã có tại vòng đấu thứ 11, họ đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 10 với 11 điểm. Còn với các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Viettel, cho dù có để thua trong trận đấu này thì họ vẫn sẽ có được một vị trí nằm trong top 8 khi đã có được 14 điểm sau 10 vòng đấu và vẫn đang xếp trên đội bóng đứng ở vị trí thứ 9, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên thì cả hai đội bóng đều sẽ hướng đến chiến thắng trên sân vận động 19 tháng 8 trong trận đấu ngày hôm nay để có được những kết quả mà giúp cho họ có thể đạt được mục tiêu.
Đây đã là những trận đấu cuối cùng của giai đoạn 1 Naiwop V-League 1 2023 và tất cả đều sẽ nỗ lực. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này đó là trọng tài Mai Xuân Hùng, cùng với đó là các trợ lý Phạm Hoài Tâm và Phạm Hà Minh. Trọng tài thứ tư là Nguyễn Ngọc Châu, giám sát trận đấu này là ông Hoàng Ngọc Tuấn và giám sát trọng tài đó là trọng tài Võ Minh Trí. Trước khi trận đấu này diễn ra ở vòng đấu thứ 10, Viettel đã có được một chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Sông Lam Nghệ An. Còn với các học trò huấn luyện viên Võ Đình Tân, họ vẫn đang đặt mục tiêu là phải có được điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Đây là đội hình ra sân của Khánh Hòa trong trận đấu ngày hôm nay. Đứng trong khung thành của họ vẫn là thủ thành Võ Ngọc Cường, cùng với đó là bộ tứ vệ Duy Dương, Zero, Trọng Hiếu và Thanh Thụ. Ba cầu thủ thi đấu hàng tiền vệ lần lượt sẽ là Trùng Tỉnh, Duy Thanh và Lê Tiến Anh. Những cầu thủ sẽ đá cao nhất trên hàng công lần lượt là Văn Tùng, Muasi và Ryan Hà. Ở vòng đấu trước thì các cầu thủ Khánh Hòa đã có được một trận hòa không đều trước Công an Hà Nội, đó là một điểm số đầy quả cảm. Bên phía câu lạc bộ khách trong trận đấu ngày hôm nay thì huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đã tạo ra một sự thay đổi người so với trận đấu trước. Hoàng Minh là người được góp mặt ngay từ đầu bên cạnh những Mạnh Dũng và Dương Văn Hảo ở trên hàng công. Ở phía sau họ lần lượt sẽ là Hoàng Đức, Đức Chiến và Gia Hà. Năm cầu thủ ở hàng phòng ngự vẫn là những cái tên quen thuộc: Phan Tuấn Tài, Thanh Bình, Hoàng Hùng, Mạnh Cường và thủ thành Vận. Sức khỏe là thứ không thể thiếu trên hành trình thực hiện ước mơ và làm chủ cuộc sống của chúng ta. Được trồng hoàn toàn tự nhiên dưới tán rừng nguyên sinh trên đỉnh núi Ngọc Linh, kết hợp với y khoa hiện đại và y học cổ truyền để được chiết xuất từ những củ sâm Ngọc Linh trên 10 năm tuổi với hàm lượng dược tính dồi dào. Sâm Ngọc Linh con tinh K5 là vị thuốc bổ từ thiên nhiên đem đến những công dụng tuyệt vời, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa ung thư, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ tế bào gan, giải độc gan, giảm stress, cải thiện trí nhớ. Sâm Ngọc Linh con tinh K5, món quà sức khỏe cho bạn bè, đối tác và gia đình bạn. Đây là những cổ động viên của câu lạc bộ Viettel. Ngày hôm nay thì câu lạc bộ Viettel đã phát hành vé miễn phí cho các cổ động viên đến sân vận động 19 tháng 8 để đồng hành cùng với cơn lốc đỏ. Và như vậy là tiếng còi bắt đầu trận đấu đã vang lên từ trọng tài Mai Xuân Hùng. Trong hiệp 1 này thì đội chủ nhà Khánh Hòa với trang phục cùng màu vàng là màu chủ đạo sẽ bảo vệ phần khung thành phía bên trái màn hình quý vị và các bạn. Ngay ở những tình huống đầu tiên đó là sự tranh chấp của các cầu thủ cả hai đội. Vẫn chưa thể có được sự tiếp cận đến với khung thành của câu lạc bộ Viettel từ đội chủ nhà. Pha đoạt bóng tốt của các cầu thủ áo đỏ. Tuy nhiên thì Đức Chiến đã không thể truyền bóng được cho Nhâm Mạnh Dũng. Lên bóng dành cho đội chủ nhà. Thành Thụ cần thêm những sự hỗ trợ. Bóng vẫn còn trong cuộc. Trọng tài xác định sẽ có một quả ném biên cho các cầu thủ bên phía Viettel. Chúng ta đã thấy một khí thế được tạo ra đến từ những cầu thủ đang mặc áo vàng bên phía đội chủ nhà. Hoàng Đức. Hoàng Đức đã nỗ lực chuyền bóng cho Dương Văn Hảo. Duy Dương vừa rồi đã phạm lỗi với cầu thủ bên phía câu lạc bộ Viettel. Duy Dương vẫn là chuyên gia đá phạt với cái chân trái rất ngoan của mình bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa. Ở vòng đấu trước thì Khánh Hòa đã có được một điểm ngay trên sân vận động Hàng Đẫy. Tuy nhiên đó là trận đấu mà họ có được trận hòa với Công an Hà Nội. Đó cũng là một trận đấu cho thấy được bản lĩnh cũng như là tâm lý thi đấu tốt của các học trò huấn luyện viên Võ Đình Tân. Dưới sự dẫn dắt của một huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm như ông Võ Đình Tân, Khánh Hòa đang trình diễn một lối chơi được đánh giá là khá thực dụng. Điều đó cũng là một lối chơi đang mang lại cho họ những điểm số quan trọng vào lúc này. Việc đang đứng ở vị trí thứ 10 và xếp trên những câu lạc bộ giàu tiềm năng hơn như Sông Lam Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, BKMX Bình Dương và SHD Đà Nẵng có thể coi là một hành trình đã qua, có được những sự gặt hái đến từ huấn luyện viên Võ Đình Tân và các học trò. Về phía đội khách thì Viettel đang thi đấu khá ổn định trong quãng thời gian gần đây. Họ đã có được 2 chiến thắng, 2 trận đấu để hòa và chỉ để thua 1 trận trong 5 trận đấu gần nhất. Nhìn chung thì cả câu lạc bộ Khánh Hòa dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Võ Đình Tân và câu lạc bộ Viettel dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh trong quãng thời gian này đang thi đấu khá ổn. Tuy nhiên thì Khánh Hòa cũng đã để thua trong trận đấu tại vòng 9.
Tuy nhiên thì họ cũng đã có được những kết quả tích cực, đặc biệt như là chiến thắng trước đối thủ trực tiếp SHB Đà Nẵng ở vòng đấu thứ 7. Bóng được treo vào phía trong. Một tình huống treo bóng quá mạnh của Ryan Hà. Trong một tháng trở lại đây thì huấn luyện viên Võ Đình Tân đã yêu cầu Ryan Hà phải siết lại cơ của mình. Anh đã có dấu hiệu bị thừa cân. Bên phía câu lạc bộ Viettel, trên băng ghế dự bị của họ thì chúng ta có thể nhận ra những gương mặt như là Khuất Văn Khang, từ Thành Quang Thế Tài rồi cả Hữu Thắng. Ngay sau khi trận đấu này diễn ra và kết thúc, các cầu thủ thuộc biên chế của đội tuyển quốc gia được triệu tập, rồi cả đội tuyển U23 bên phía Viettel sẽ đáp chuyến bay về Hà Nội và tập trung. Vòng đấu thứ 11 sau khi được khép lại cũng sẽ là lúc các đội tuyển quốc gia, từ đội tuyển quốc gia đến đội tuyển U23, sẽ tập trung cùng huấn luyện viên Philippe Jouzier trong dịp FIFA Days sắp tới. Dấu ấn lớn nhất của huấn luyện viên Võ Đình Tân cho tới lúc này là đang nhào nặn lên một Khánh Hòa bản lĩnh, thực dụng và rất khó bị đánh bại. Trong những trận đấu đầu tiên ở mùa giải năm nay thì Khánh Hòa đã để thua trước Đông Á Thanh Hóa rồi cả Topland Bình Định. Tuy nhiên sau đó thì dần dần họ cũng đã có được những kết quả tích cực. Phần nào đó cũng giống như huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh bên phía câu lạc bộ Viettel. Viettel cũng đã có những trận đấu để mất điểm một cách đáng tiếc. Cho tới lúc này họ đã có tới 4 trận đấu để hòa không đều. 3 trong số 4 trận đấu hòa không đều kể từ đầu giải với Viettel đều đến trên sân khách. Đó là những trận đấu họ hòa trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Đà Nẵng rồi cả Hải Phòng. Một tình huống lên bóng của các cầu thủ bên phía Khánh Hòa. Dương Văn Hào đã lùi khá sâu. Đây là đội trưởng Duy Thanh bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa. Trong quá khứ thì Duy Thanh từng lên ngôi vô địch U21 quốc tế cùng đội tuyển U21 Việt Nam vào năm 2011. Trong khoảng 5 năm trở lại đây thì tiền vệ gốc Ninh Thuận được coi là một trụ cột của câu lạc bộ. Và ngăn chặn của Zairo nhưng vẫn còn cơ hội cho Viettel. Nguyễn Đức Hoàng Minh. Bóng được trả cho Mạnh Cường. Đây là một trận đấu mà huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đã giữ nguyên bộ tứ vệ. Trong đối xuất phát giống như trận đấu trước, trận đấu họ có được chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An với những cầu thủ như Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thành Bình, Cao Trần Hoàng Hùng và cả Trần Mạnh Cường. Với việc Bùi Tiến Dũng vẫn đang gặp những vết đau nhẹ thì Cao Trần Hoàng Hùng có trận đấu thứ hai liên tiếp được huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đặt chọn niềm tin để đá cặp cùng với Thành Bình. Thành Bình cũng sẽ góp mặt trong đợt tập trung tới của đội tuyển quốc gia cùng với những người đồng đội tại câu lạc bộ Viettel như là Bùi Tiến Dũng, Hoàng Đức, Trương Tiến Anh và cả Nhâm Mạnh Dũng. Trong danh sách triệu tập của huấn luyện viên Philippe Jouzier với đội tuyển quốc gia thì câu lạc bộ Viettel là câu lạc bộ đóng góp nhiều cầu thủ nhất. Ở đội tuyển U23 thì họ cũng có những gương mặt như là Phan Tuấn Tài, Hồng Phúc, Khuất Văn Khang, Hữu Nam và Lê Quốc Nhật Nam, cầu thủ đang được cho mượn tại câu lạc bộ Huế. Thanh Bình. Đường truyền dọc biên là của Trần Mạnh Cường. Nguyễn Đức Hoàng Minh đã cố gắng tạt bóng vào trong nhưng anh đã bị ngăn cản bởi Duy Dương. Và lúc này thì Thạch Bình đang theo sát với Muasi, tiền đạo mũi nhọn bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa. Trong trận đấu này, với danh sách đăng ký thi đấu thì chúng ta cũng không thấy có Yago, một cầu thủ rất quan trọng trong hệ thống thi đấu của huấn luyện viên Võ Đình Tân. Sự thiếu vắng của Yago phần nào đó cũng sẽ ảnh hưởng đến lối chơi tấn công của các cầu thủ bên phía Khánh Hòa. Tuy nhiên với những gương mặt như Muasi và đặc biệt là trung vệ Zairo thì Khánh Hòa vẫn sẽ tỏ ra là rất mạnh trong những tình huống cố định, và đó có thể sẽ là phương án để họ tìm kiếm bàn thắng trong cuộc đối đầu này với câu lạc bộ Viettel. Vừa rồi thì Nguyễn Đức Hoàng Minh đã phạm lỗi với Muasi. Lần gần nhất mà Muasi ghi bàn cho Khánh Hòa đó là trận đấu thuộc khuôn khổ vòng đấu thứ 8. Và cũng là một trận đấu mà Khánh Hòa thi đấu trên sân nhà và có được một điểm trước BKMX Bình Dương.
Khánh Hòa đang khá chủ động và đang rất cố gắng để tiếp cận. Phan Tuấn Tài đã không thể cứu bóng, sẽ có một quả ném biên cho đội chủ nhà. Cuộc đối đầu giữa Khánh Hòa và Viettel trong buổi chiều ngày hôm nay là một trong hai trận đấu muộn nhất của vòng đấu thứ 11 vào lúc 18 giờ trên sân vận động Vinh, thì sẽ là một thử thách với sông Lam Nghệ An khi họ tiếp đón câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đội bóng đã có được một chiến thắng vang dội ở vòng đấu trước. Gia Hà đã ngăn cản được số 2 bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa, đó là Thanh Thụ. Hoàng Đức. Trong danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia sắp tới thì Hoàng Đức đang được đánh giá là người có phong độ cao nhất và cũng là ổn định nhất với Night World League 2023 ở tuyến tiền vệ. Thanh Thụ đang bị đau bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa. Trong những trận đấu đã diễn ra ở vòng đấu thứ 11 thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục thể hiện như một chú ngựa ô khi họ có được chiến thắng 2-1 trước Topland Bình Định. Trong trận đấu vào chiều ngày chủ nhật thì Hà Nội FC cũng đã có được thắng lợi tối thiểu 1-0 trước Thép Xanh Nam Định và đó đã trở lại với cuộc đua vô địch. Trận đấu muộn nhất của ngày chủ nhật thì Hải Phòng đã thắng lớn trước Hoàng Anh Gia Lai và tạo ra một cuộc đua hấp dẫn để có thể lọt vào được top 8. Trong buổi chiều ngày hôm qua thì SHB Đà Nẵng và BKMX Bình Dương đã hòa nhau với tỷ số 1-1, qua đó họ đang níu chân nhau ở nhóm cuối của bảng xếp hạng. Thanh Bình, đường truyền của Cao Trần Hoàng Hùng. Trận đấu đáng chú ý nhất ở vòng đấu thứ 11 này đó là cuộc đối đầu giữa Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa. Pha lên bóng của Viettel, Gia Hà đưa bóng ngang vào trong, dứt điểm. Dương Văn Hào đã có phần giật mình. Nhưng chúng ta đã thấy được rằng Gia Hà đã tạo ra một cơ hội tốt như thế nào dành cho Dương Văn Hào. Đáng tiếc là số 39 đã không thể ghi bàn. Hai trận đấu gần nhất Dương Văn Hào đều lập công cho Viettel. Một lần nữa chúng ta xem lại cơ hội rất tốt được tạo ra dành cho Dương Văn Hào. Một cầu thủ áo vàng đã chạm vào bóng khiến cho Dương Văn Hào bị giật mình. Người đã có một động thái rất quan trọng để ngăn cản đó là Trọng Hiếu. Như vậy là Khánh Hòa sẽ sớm có sự thay đổi người. Thanh Thụ sẽ rời sân, anh nhường lại vị trí cho Võ Út Cường. Bóng đến chân các cầu thủ áo đỏ. Một sự thay đổi người sớm với đội chủ nhà. Và thật đáng tiếc là huấn luyện viên Võ Đình Tân sẽ không có được sự phục vụ của Thanh Thụ trong phần còn lại của trận đấu này. Đó là một sự thay đổi người bất đắc dĩ. Thanh Thụ đã gặp một chấn thương sau một nỗ lực ở sát với đáy biên của câu lạc bộ Viettel. Quả ném biên sẽ được thực hiện bởi Phan Tuấn Tài. Như vậy là trọng tài thổi phạt Dương Văn Hào chứ không phải là cầu thủ phòng ngự bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa. Ông không thổi phạt Duy Thanh mà cho rằng đó là lỗi ngã vờ của Dương Văn Hào. Dương Văn Hào là người đang có được cơ hội tiếp cận tốt nhất kể từ đầu trận. Lên bóng dành cho đội chủ nhà, phối hợp không thành công. Ryan Hà đã không thể trả bóng theo đúng nhịp dâng lên của đồng đội. Sau đó thì Văn Phong đã có một động thái xử lý bằng chân không thực sự ổn. Đức Chiến can thiệp kịp thời. Vẫn là Gia Hà và Đức Chiến, những người đang tạo ra một bộ đôi tiền vệ phòng ngự dọn dẹp ở phía sau của Hoàng Đức. Đường truyền không thực sự ổn của Nhâm Mạnh Dũng. Với việc có Gia Hà và Đức Chiến ở phía sau, Hoàng Đức cũng đã được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự. Khi có được điểm tựa ở phía sau thì Hoàng Đức đang thi đấu cực kỳ thăng hoa vào lúc này. Ở trận đấu gần nhất giành được chiến thắng trước các cầu thủ sông Lam Nghệ An thì Hoàng Đức đã có được cho mình một cú đúp kiến tạo. Hoàng Đức trả bóng cho Gia Hà. Có lẽ là Thành Thụ đã gặp một chấn thương rất nặng. Chúng ta có thể thấy được rằng các nhân viên y tế
đang đưa anh lên cáng, và Thanh Thụ sẽ được chuyển vào bệnh viện để tiếp tục có những chuẩn đoán. Trở lại với trận đấu thì vào lúc này, sau hơn 10 phút thi đấu, tỷ số vẫn đang là không đều. Jaha rót bóng vào trong. Nhâm Mạnh Dũng chuyền bóng cho Hoàng Đức. Không dễ để Hoàng Đức có thể xử lý trong phạm vi hẹp. Dương Văn Hảo, một cú đá mang tính giải quyết tình huống đến từ số 39 bên phía câu lạc bộ Viettel. Hai trận đấu gần nhất gặp Đông Á Thanh Hóa cũng như là câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An thì Dương Văn Hào đều đã ghi bàn. Và những người đã kiến tạo cho Dương Văn Hào ghi bàn đều là Hoàng Đức. Ba trận đấu gần nhất thì Hoàng Đức đều ghi dấu giày lên tất cả các bàn thắng của câu lạc bộ Viettel. Một tình huống pressing và có được sự hiệu quả đến từ Hoàng Đức. Tuy nhiên thì những đồng đội của anh ở phía sau lại không thể vận hành trái bóng một cách thật sự trơn tru. Bóng đã đến chân các cầu thủ đội chủ nhà và dâng lên là của Ryan Hà. Một đối một với Mạnh Cường. Xử lý như thế nào? Ryan Hà đã không thể đưa bóng vượt qua được Mạnh Cường. Theo những thông tin mà chúng tôi có được thì Thanh Thụ đã bị đau nhẹ trong phần khởi động. Tuy nhiên anh đã tiếp tục thi đấu. Nhưng với chấn thương gặp phải thì Thanh Thụ đã phải đến bệnh viện. Hy vọng là sẽ không có những vấn đề xấu xảy ra với chấn thương của Thanh Thụ. Ra Hà, Hoàng Đức, Đức Chiến. Đức Chiến đã không thể xử lý thành công khi mà anh bị vây chặt bởi 4 cầu thủ áo vàng. Zairo cũng đã có được những bàn thắng rất quan trọng ở mùa giải này cho câu lạc bộ Khánh Hòa. Ở vòng đấu thứ tư thì Zairo, trung vệ bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa, đã có bàn thắng ở phút 90 để giúp cho Khánh Hòa có được một trận hòa 2 đều với Sông Lam Nghệ An. Hoàng Đức mở bóng sang cánh trái. Đây là Dương Văn Hảo. Hoàng Bình cố gắng xử lý, nhưng phần đầu đó anh cũng đã bị lỡ nhịp. Đường chuyền nhanh là của Trung Tỉnh. Không khó để nhận ra ở hàng phòng ngự của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Viettel. Trong hành trình đã qua của Nai World V-League 2023, người đang thi đấu ổn định nhất đó là trung vệ Thanh Bình. Cũng giống như người bạn thân đang khoác áo câu lạc bộ Hà Nội FC, Bùi Hoàng Việt Anh, Thanh Bình cũng đang ngày một trưởng thành hơn. Đường chuyền của Trọng Hiếu và phối hợp giữa Út Cường và Lê Tiến Anh. Trọng tài đã thổi phạt Trung Tỉnh. Rõ ràng sự trở lại của Đức Chiến trong những trận đấu gần đây bên phía câu lạc bộ Viettel là rất quan trọng trong hệ thống sơ đồ chiến thuật mà huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh áp dụng. Hạt nhân trong cách tấn công của câu lạc bộ Viettel vẫn là Hoàng Đức. Nhưng để Hoàng Đức có thể phát huy được tối đa hiệu quả của mình thì anh cần có những cầu thủ có thể dọn dẹp cho mình ở phía sau với khả năng tranh chấp tốt, và Đức Chiến là một nhân tố như vậy. Zairo, Buasi, đường chuyền nhanh là của Hoàng Đức, Nguyễn Đức Hoàng Minh.
Hoàng Đức. Đức Chiến đã trả bóng cho Zaha. Đường truyền của Zaha hướng đến Hoàng Đức nhưng đã bị cắt bởi Zairo. Zairo đang giữ vị trí khá ổn trong quãng khoảng hơn 15 phút thi đấu đầu tiên. Bóng được phất lên nhanh dành cho Muasi. Hai cầu thủ áo đỏ cố gắng ngăn cản Muasi. Trung tình. Đường truyền khá tốt. Vẫn còn cơ hội cho các cầu thủ bên phía Khánh Hòa. Pha xử lý không thực sự ổn đến từ Út Cường, người đã được tung vào sân để thay thế cho Thanh Thụ trong những phút đầu tiên. Cách tấn công của câu lạc bộ Khánh Hòa cho tới lúc này là khá giản đơn khi họ đang dồn bóng dành cho Muasi và Ryan Hà. Rõ ràng việc thiếu vắng Yago đang ảnh hưởng đến khả năng tấn công của câu lạc bộ Khánh Hòa. Xét về mặt chất lượng đội hình thì Viettel có lẽ là đội bóng có được chất lượng nội binh tốt nhất của Night World League 2023 ở thời điểm hiện tại, khi mà Hà Nội FC đang gặp liên tiếp những chấn thương về mặt nhân sự. Điều đó được minh chứng cụ thể với việc Viettel đã đóng góp tới 5 cầu thủ trong danh sách triệu tập của đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên vấn đề với Viettel đó là việc họ không có được sự phục vụ của những ngoại binh trên hàng tấn công. Giovane sẽ phải nghỉ thi đấu cho tới quãng cuối của mùa giải năm nay. Viettel vẫn đang chờ sau khi vòng đấu này khép lại. Họ sẽ có thể đăng ký và sử dụng những cầu thủ như là Mohamed Essam ở vòng đấu thứ 12. Và cướp bóng tốt của Nhâm Mạnh Dũng. Đức Chiến đẩy bóng hơi dài. Trọng tài thổi phạt Zairo. Một chiếc thẻ vàng đã được rút ra dành cho trung vệ bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa. Chiếc thẻ vàng không khác gì như là một hệ quả sau một động thái xử lý không thực sự an toàn đến từ Zairo. Anh đã để Nhâm Mạnh Dũng cướp được bóng. Nhâm Mạnh Dũng trả bóng cho Đức Chiến. Số 21 bên phía Viettel đã đẩy bóng có phần hơi dài và ở tình huống tranh chấp 50-50 thì Zairo Rodriguez đã phạm lỗi với Đức Chiến. Sẽ có một quả đá phạt trực tiếp được dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Viettel. Zaha và Đức Chiến đang là những người đứng trước bóng. Một góc sút phạt phù hợp với những cầu thủ thuận chân phải. Rất có thể sẽ là một cú sút thẳng. Zaha, bóng đập vào hàng rào. Võ Ngọc Cường đã rất cố gắng nhưng vẫn sẽ có một quả đá phạt góc được dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Viettel. Ở vòng đấu trước thì Ngọc Cường đã thi đấu xuất sắc trong trận đấu mà Khánh Hòa có được một điểm dưới sân vận động Hàng Đẫy trước Công an Hà Nội. Và ngày hôm nay thì sự chắc chắn của Võ Ngọc Cường sẽ mang tới những kỳ vọng có điểm cho câu lạc bộ Khánh Hòa. Hoàng Đức đánh đầu khá nguy hiểm. Tình huống bật cao đánh đầu của Đức Chiến. Viettel cũng thuộc diện những câu lạc bộ có khả năng khai thác tốt những tình huống cố định tại Night World League 2023. Ở vòng đấu trước, chính Đức Chiến là người đã có được bàn thắng sau một quả đá phạt trực tiếp của Hoàng Đức. Và vừa rồi thì cũng chính anh là người đã bật cao đánh đầu uy hiếp khung thành của thủ thành Võ Ngọc Cường. À, nhịp xử lý liên tiếp của Hoàng Hùng để chuyền bóng lên phía trên. Nguyễn Đức Hoàng Minh sẽ không có được lợi thế trong những tình huống tranh chấp bóng bổng với Zairo. Rất cố gắng
Bóng vẫn còn trong cuộc, đó là Ryan Hà. Ở phía trong thì Muasi đang chờ một đường chuyền. Trượt chân, cơ hội. Và cơ hội đó bị phung phí. Thật đáng tiếc cho các cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Cú dứt điểm không tốt của Văn Tùng. Các cổ động viên cần nhiều hơn ở đó là sự chắt chiu đến từ Văn Tùng. Chúng ta sẽ cùng xem lại một nỗ lực quá tốt của Ryan Hà để đưa đội bóng vào phía trong. Muasi trượt chân. Phan Tuấn Tài phán đoán sai điểm rơi. Bóng đến chân của Văn Tùng. Và anh đã phung phí cơ hội với một cú sút thiếu chính xác. Không ai ập vào với Văn Tùng cả. Chậm lại một chút thì anh có thể làm tốt hơn. Cả hai câu lạc bộ đều đã có những cơ hội riêng cho mình. Nếu như Viettel là Dương Văn Hảo thì vừa rồi là Văn Tùng bên phía Khánh Hòa. Tình huống bỏ lỡ của Văn Tùng sẽ càng khiến cho các cổ động viên của Khánh Hòa nhớ Yago hơn. Thanh Bình, Đức Chiến, hơn một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua. Cả hai đội bóng đều cố gắng chơi nhanh. Họ cũng đã có được số ít cơ hội. Nhưng cho tới lúc này thì cả hai câu lạc bộ đều chưa thể có được bàn thắng. Thanh Bình đang theo rất sát với Muasi. Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh có những phản đối với quyết định của trọng tài Mai Xuân Hùng. Thanh Bình trong tình huống vừa rồi đã có một động tác tranh bóng hợp lệ. Nhưng tình huống chơi bóng của anh có thể gây ra một chấn thương nguy hiểm. Và đó là quyết định để cấu thành được quyết định của trọng tài Mai Xuân Hùng. Thanh Bình đã phải nhận một chiếc thẻ vàng. Thanh Bình đã phá bóng chính xác. Nhưng gầm giày của anh đã va vào chân của Muasi. Khánh Hòa cũng rất mạnh trong những tình huống cố định. Họ có những cầu thủ có khả năng không chiến tốt như Muasi. Và đặc biệt là trung vệ Jairo. Ryan Hà. Trọng Hiếu. Trọng Hiếu đã chơi an toàn, chuyền bóng về phía sau cho thủ thành Ngọc Cường. Duy Dương. Giữa Mạnh Cường và Đức Chiến trong tình huống vừa rồi thiếu đi sự kết nối. Chúng ta có thể nhận ra được Mohamed Essam, tân binh của câu lạc bộ Viettel đang ngồi phía sau. Phía trước anh đó là Jefferson. Jefferson cũng đã vắng mặt trong một quãng thời gian dài sau những trận đấu đầu tiên tại mùa giải năm nay. Trong số các ngoại binh cho tới lúc này, bên phía Viettel thì Jaha là người đang thi đấu bền bỉ nhất. Giovane với chấn thương gặp phải thì vẫn đang lưu trú tại Brazil. Anh đã trở về quê nhà để điều trị chấn thương. Đây là hội cổ động viên của câu lạc bộ Khánh Hòa, những người đã đồng hành cùng với câu lạc bộ qua nhiều năm. Và lúc này thì điều mà cổ động viên của Khánh Hòa chờ đợi nhất là câu lạc bộ có thể vươn tới một vị trí nằm trong top 8 hoặc ít nhất là tạo ra một khoảng cách điểm khá lớn với những đội bóng đang xếp cuối. Tân binh của Daewoo League 1 2023 thể hiện không hề tệ một chút nào. Hoàng Đức. Nguyễn Đức Hoàng Minh.
bóng vẫn còn trong cuộc. Và mình đã không thể phối hợp thành công với Mạnh Cường. Kể từ đầu trận thì chúng ta đang được thấy Thanh Bình chăm sóc kỹ lưỡng với Muasi. Sự chờ đợi với các cổ động viên của câu lạc bộ Khánh Hòa vào lúc này là ít nhất có được một điểm trước câu lạc bộ Viettel. Một điểm sẽ giúp cho họ tạo ra được một khoảng cách lên tới 6 điểm với đội bóng đang xếp cuối, đó là SHB Đà Nẵng. Và đẹp hơn cả là một chiến thắng để giúp cho các cầu thủ bên phía Khánh Hòa có thể tiếp cận được với top 8. Kể từ đầu trận thì chúng ta thấy có khá nhiều những tình huống mà cầu thủ của cả hai đội bị trượt chân. Đường chuyền của Hoàng Đức dành cho Đức Chiến. Trả bóng về tuyến sau. Dương Văn Hào đã không thể tiếp cận. Trùng Tỉnh đã theo rất sát với Dương Văn Hào. Zairo. Trên mặt trận tấn công Khánh Hòa chưa thể hiện được nhiều, nhưng ở mặt trận phòng ngự đang có được những tình huống phòng ngự tốt và tạo ra được sự an toàn phía trước của thủ thành Võ Ngọc Cường. Khá hay. Vẫn còn cơ hội cho các cầu thủ bên phía Khánh Hòa. Trung Tỉnh chuyền bóng cho Ryan Hà. Liên tiếp xử lý sút bóng. Sau cùng thì bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành Văn Phong. Đây là Yago. Một cầu thủ rất quan trọng trong hệ thống tấn công của Khánh Hòa. Đáng tiếc trong trận đấu này anh không thể góp mặt. Có thể một cú dứt điểm nữa đến từ các cầu thủ đội chủ nhà. Cầu thủ Việt Kiều Ryan Hà đã cố gắng vượt qua Mạnh Cường, nhưng cú sút của anh thì không khó với Văn Phong. Phan Tuấn Tài, Nguyễn Đức Hoàng Minh cố gắng đi bóng ở cánh trái. Vẫn là số 17. Nhịp xử lý cuối cùng của Nguyễn Đức Hoàng Minh đã bị quệt đất. Trọng tài xác định sẽ là phát bóng lên dành cho đội chủ nhà Khánh Hòa. Xử lý trên mức quyết liệt đến từ Đức Chiến. Một chiếc thẻ vàng là xác đáng thôi. Đức Chiến đã có một pha chơi bóng quá nóng. Anh cần tiết chế hơn. Một chiếc thẻ vàng đã được trọng tài Mai Xuân Hùng dành cho số 21 bên phía câu lạc bộ Viettel. Trùng Tỉnh là người đã bị đau sau tình huống vào bóng của Đức Chiến. Đức Chiến luôn là một cầu thủ có thừa sự quyết tâm và tính chiến đấu trong cách chơi của mình. Hơn 2/3 thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua. Chúng ta đã thấy được sự thực dụng trong cách chơi của câu lạc bộ Khánh Hòa. Hệ thống phòng ngự của họ đang được duy trì ở mức an toàn. Cũng đã có được những cơ hội nhưng chưa thể tận dụng được. Khánh Hòa là một câu lạc bộ luôn biết cách lấy điểm trước các đối thủ được đánh giá cao hơn, và đồng thời họ cũng có thể đánh bại được những đội bóng được đánh giá là ngang cơ. Khánh Hòa đã từng cầm chân được Hoàng Anh Gia Lai, Nam Định, rồi cả Sông Lam Nghệ An. Sau đó thì họ có được những chiến thắng trước những đối thủ trực tiếp ở nhóm cuối như là Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Chắc chắn là Jefferson cùng với Mohamed Essam đang rất khát khao thi đấu. Liên tiếp là những vòng đấu mà Viettel chỉ có thể đăng ký và sử dụng một ngoại binh trong đội hình.
và không ai khác chính là Zaha. Sau những trận đấu đầu tiên của mùa giải thì dần dần sân vận động 19 tháng 8 trở thành một nơi đi dễ khó về với các câu lạc bộ làm khách. Khá tốt. Ý đồ chuyền bóng của cầu thủ áo đỏ đã bị ngăn cản bởi Jairo. Hãy cùng chờ xem là Khánh Hòa có thể tổ chức phản công được hay không. Út cược. Không có nhiều phương hướng để Út Cường có thể chuyền bóng ở phía trên. Anh đã có một nhịp làm chậm lại để đợi các đồng đội dâng lên. Ryan Hà đã thiếu cảm giác với một tình huống không chơi bóng bằng ngực. Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh thì đang nhắc nhở các học trò cần phải chậm nhịp lại. Ông cần các học trò của mình chơi chắc chắn hơn. Mạnh Cường. Zaha. Cú đánh gót của Hoàng Đức. Và đẩy bóng khá nhanh. Đó là Dương Văn Hảo. Viettel đang có được lợi thế quân số trong tình huống này. Nhâm Mạnh Dũng. Út Cường đã can thiệp và không để cho Nhâm Mạnh Dũng có thể thoải mái xử lý. Và dâng cao của Cao Trần Hoàng Hùng, Phan Tuấn Tài. Cao Trần Hoàng Hùng lại bị trượt chân. Tiếp là những tình huống triển khai bóng và chuyền bóng tự tin của các cầu thủ áo vàng. Tuy nhiên thì Nguyễn Đức Hoàng Minh đã cướp được bóng. Zaha. Trọng Hiếu đã đưa ra một quyết định cản phá an toàn. Tuy nhiên nó vẫn mang màu sắc hơi nóng vội một chút. Trong tình huống vừa rồi thì Hoàng Đức cũng chờ một đường chuyền đến từ Zaha. Tuy nhiên thì số 7 bên phía câu lạc bộ Viettel lại mở bóng cho Nguyễn Đức Hoàng Minh. Chúng ta đang bước vào quãng 10 phút cuối hiệp 1 cuộc đối đầu giữa Khánh Hòa và Viettel. Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng đấu thứ 11 của Night World League 1 2023. Hoàng Đức. Thanh Bình. Bộ đôi trung vệ của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Viettel đã dâng cao. Viettel đang muốn duy trì một sức ép hướng về phía khung thành của Võ Ngọc Cường. Khánh Hòa đang được chơi với sở trường của mình, đó là phòng ngự phản công. Hoàng Hùng, Hoàng Đức lùi sâu để nhận bóng. Zaha. Các cầu thủ Viettel vẫn đang phải chuyền bóng khá nhiều ở vòng ngoài để kéo các cầu thủ phòng ngự bên phía Khánh Hòa lên. Hoàng Đức cũng đã phải lùi sâu để tham gia vào khâu phát triển bóng cũng như là phân phối bóng ra hai hành lang biên. Tình huống bật cao không thành công của Phan Tuấn Tài. Với những trận đấu đã qua của Night World League 1 2023 thì trung bình một trận đấu sân vận động 19 tháng 8 đón khoảng 5.000 khán giả. Số lượng khán giả này hoàn toàn có thể được tăng lên trong những trận đấu sắp tới, trong những trận đấu rất quan trọng của giai đoạn 1 này. Sau khi trận đấu này khép lại cùng với quãng nghỉ FIFA Days thì Khánh Hòa sẽ trở lại với Night World League 1 2023 cùng trận đấu ở vòng đấu thứ 12 để tiếp đón nhà đương kim vô địch của giải đấu câu lạc bộ Hà Nội. Và cũng sẽ là một trận đấu mà hứa hẹn sân vận động 19 tháng 8 sẽ thu hút đông khán giả đến để cổ vũ cho các học trò của huấn luyện viên Võ Đình Tân.
Vietel đang nhỉnh hơn ở khả năng kiểm soát bóng so với đội chủ nhà. Phan Tuấn Tài, Đức Chiến, các cầu thủ bên phía Khánh Hòa đang phòng ngự khu vực khá tốt. Không có nhiều khoảng trống được dành cho các cầu thủ áo đỏ. Tính cơ động trong những tình huống di chuyển của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Vietel cũng chưa được thể hiện nhiều. Điều đó đang khiến cho họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận với 1/3 cuối sân của Khánh Hòa. Zaha được chuyền sâu xuống cánh phải dành cho Mạnh Cường. Nhiều khả năng sẽ là quả tạt của số 7. Không phải, anh chuyền bóng trả lại cho Mạnh Cường. Đưa bóng vào. Một tình huống đưa bóng vào thiếu đi sự quan sát của Mạnh Cường. Đó cũng là một pha xử lý bằng chân không thuận của số 90. Giờ thì đến lượt các cầu thủ áo vàng chuyền sai địa chỉ. Phan Tuấn Tài leo biên khá tốt, vẫn là Phan Tuấn Tài đưa bóng vào, sút bóng. Khánh Hòa phản công, Zairo tiếp tục đẩy bóng lên. Mất bóng rồi, không có lỗi, trận đấu vẫn được tiếp tục. Khánh Hòa đang bị khuyết mất Zairo ở mặt trận phòng ngự. Cơ hội cho các cầu thủ áo đỏ nhấp mạnh dũng, chuyền bóng dành cho Hoàng Đức. Vẫn là Hoàng Đức, Nguyễn Đức Hoàng Minh. Liên tiếp là những pha bóng có sự trúc chắc đến từ cả Vietel cũng như là Khánh Hòa. Đức Chiến cú sút từ xa, không vào. Quyết định dứt điểm rất bất ngờ đến từ Đức Chiến. Chúng ta sẽ xem lại liên tiếp là những tình huống chơi bóng thiếu đi sự chắc chắn đến từ cầu thủ bên phía Khánh Hòa. Trọng Hiếu là người đã để bóng đập vào lưng của mình. Cơ hội đã đến với Nhâm Mạnh Dũng và cả Hoàng Đức. Tuy nhiên thì sự do dự của họ đã khiến cho cơ hội lớn bị trôi qua. Và sau đó là một quyết định dứt điểm từ xa đến từ Đức Chiến. Ryan Hạ, Lê Tiến Anh, và mở bóng của Trọng Hiếu. Ryan Hạ rất cố gắng. Các cổ động viên của đội chủ nhà vừa phải sống trong những phút thực sự lo lắng. Với một thành phố biển, một thành phố du lịch như Nha Trang thì việc thu hút thêm cả những khán giả ngoại quốc đến để xem trận đấu cũng sẽ là một điều góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam cho Nightwolf V-League 1 2023. Tuy nhiên vào lúc này, nhìn nhận một cách thực tế rằng chất lượng chuyên môn của trận đấu là chưa thực sự tốt. Chúng ta đang ở những phút cuối của hiệp đấu đầu tiên. Cả Khánh Hòa cũng như là câu lạc bộ Vietel đều chưa có được bàn thắng. Mạnh Cường, Hoàng Đức, nửa sau của hiệp thi đấu thứ nhất đang thuộc về phía đội khách câu lạc bộ Vietel. Họ kiểm soát bóng tốt hơn, lên bóng đều đặn, nhưng thước ngắm của những chân sút bên phía đội khách vào lúc này chưa có được sự chính xác. Trọng tài thổi phạt Nguyễn Đức Hoàng Minh.
Brian Hạng. Cơ hội cho Miasir. Tuy nhiên sau đó thì Cao Trần Hoàng Hùng với hai nhịp đánh đầu đã đưa bóng về với đôi tay của thủ thành Văn Phong. Ở vòng đấu trước thì Nhâm Mạnh Dũng cũng đã mở tài khoản của mình tại Night World League 1 2023. Đó cũng là một bàn thắng sẽ mang lại sự tự tin trong hành trình sắp tới của Nhâm Mạnh Dũng với đội tuyển quốc gia và cả câu lạc bộ Viettel nữa. Út Cường. Phan Tuấn Tài. Văn Tùng đã theo sát với Phan Tuấn Tài. Thật đáng tiếc cho Văn Tùng, anh đã có được một cơ hội nhưng cú dứt điểm của số 20 đã đi thiếu chính xác. Một mình Hoàng Đức tạt xung hữu đột. Nguyễn Đức Hoàng Minh mở bóng sang cánh đối diện. Trọng tài đã thổi phạt Ryan Hạc. Mạnh Cường đã bị đau sau tình huống phạm lỗi của Ryan Hạc. Cao Trần Hoàng Hùng. Trận đấu vẫn được tiếp tục. Đây là những giây cuối của hiệp đấu đầu tiên này. Thời gian bù giờ của hiệp đấu đầu tiên chỉ là 1 phút mà thôi. Cầu thủ áo đỏ đã để mất bóng. Ngay lập tức thì các cầu thủ áo vàng sẽ nhồi bóng lên phía trên dành cho Muasi. Cao Trần Hoàng Hùng. Đức Chiến có được khoảng trống khá lớn. Vẫn là Đức Chiến. Nhâm Mạnh Dũng. Không phải, đó là Dương Văn Hảo. Và như vậy là tiếng còi kết thúc hiệp 1 đã vang lên từ trọng tài Mai Xuân Hùng. Cả hai câu lạc bộ Khánh Hòa và Viettel vẫn chưa thể ghi bàn trong hiệp đấu đầu tiên. Phần nào đó thì sự chủ động đang thuộc nhiều hơn về phía câu lạc bộ Viettel. Tuy nhiên thì Văn Phong và các đồng đội sẽ phải cải thiện được khả năng dứt điểm của mình trong hiệp thi đấu thứ hai nếu muốn tìm kiếm 3 điểm trên sân vận động 19 tháng 8. Đội chủ nhà vẫn đang chơi với một hệ thống phòng ngự được duy trì ở mức an toàn cao. Và chúng ta sẽ phải chờ đợi trong hiệp thi đấu thứ hai để xem là Khánh Hòa hay Viettel sẽ có được bàn thắng hay không. Giờ sẽ là quãng nghỉ giữa hai hiệp. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng trở lại với sân vận động 19 tháng 8 để tiếp tục theo dõi trận đấu giữa hai câu lạc bộ Khánh Hòa và Viettel. Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng đấu thứ 11 của Night World V-League 1 2023. Kết thúc hiệp đấu đầu tiên thì cả hai đội bóng đang hòa nhau với tỷ số 0 đều. Cả Khánh Hòa và Viettel đều đã có được những cơ hội nhưng chưa thể tận dụng. Đầu hiệp 2 này thì huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đã tạo ra một sự thay đổi người. Khuất Văn Khang được tung vào sân để thay thế cho Nguyễn Đức Hoàng Minh. Ở vòng đấu trước thì Khuất Văn Khang đã được bố trí đá chính ngay từ đầu trong trận đấu với Sông Lam Nghệ An nhưng không để lại được nhiều dấu ấn.
Ngày hôm nay thì anh như một phương án để huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh làm mới hệ thống tấn công của các cầu thủ đội khách. 3 ngày trước thì thủ thành Văn Phong cũng đã kỷ niệm sinh nhật tuổi 30 của mình. Và trên sân vận động 19 tháng 8, anh cùng với người đồng nghiệp ở phía đối diện, thủ thành Ngọc Cường, vẫn đang chơi khá ổn. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 2 này thì đội khách Viettel sẽ bảo vệ phần khung thành phía bên trái màn hình quý vị và các bạn. Một tình huống dâng cao của Duy Dương. Duy Dương đã bị thổi phạt. Những quả pháo điện cũng đã được đốt lên một cách khá an toàn trên sân vận động 19 tháng 8. Đây là một trong những hình ảnh quen thuộc của sân vận động 19 tháng 8 trong những trận đấu của câu lạc bộ Khánh Hòa tại Naiwood V-League 1 2023. Mạnh Cường, Hoàng Đức. Hoàng Đức đã không thể vượt qua được cầu thủ áo vàng. Trong tình huống vừa rồi thì Duy Dương đã bọc lót cho Jairo. Tiếp tục là Hoàng Đức, một đối một với Duy Dương. Đưa bóng vào trong. Đến đây thì Jairo đã ngăn cản được tình huống đưa bóng vào trong của Hoàng Đức. Zaha vẫn là các cầu thủ áo đỏ. Phan Tuấn Tài. Hoàng Hùng. Ở hiệp đấu đầu tiên thì Cao Trần Hoàng Hùng và Thanh Bình đã thực hiện nhiệm vụ của mình tốt khi phong tỏa được mũi nhọn Muasi. Và mở bóng của Nhâm Mạnh Dũng không thành công. Khu Văn Khang đã rất cố gắng băng lên. Đường truyền của Văn Tùng. Vẫn có những đường truyền sai ngay trên phần sân nhà của các cầu thủ bên phía Khánh Hòa. Zaha, Phước Văn Khang đưa bóng vào. Sẽ có một quả đá phạt góc được dành cho câu lạc bộ Viettel. Quả đá phạt góc sẽ được thực hiện bởi Hoàng Đức. Bóng được đưa vào trong. Một tình huống đánh đầu sai địa chỉ của Thanh Bình. Nhưng rất may đồng đội của anh ở phía sau đã kịp thời bọc lót. Ryan Hà chuyển về thiếu quan sát. Giữ Văn Hảo. Cú sút không thể vượt qua được Zaro. Đến lượt Khuất Văn Khang. Sự tập trung trong những động thái phòng ngự của các cầu thủ Khánh Hòa ở quãng đầu của hiệp 2 này chưa thực sự ổn. Vẫn có những đường truyền sai địa chỉ ngay ở gần với khu vực 16m50 của mình. Dương Văn Hào đã có được cơ hội và khoảng trống, những cú dứt điểm của anh không thể vượt qua được Jairo. Đức Chiến. Trong hiệp 1 thì Đức Chiến cũng đã phải nhận một chiếc thẻ vàng với một tình huống phạm lỗi trung tình. Đức Chiến được chuyển cho Dương Văn Hảo. Vẫn tiếp tục là số 39, đi bóng tốt, lợi thế cho Viettel. Pha bóng không thể mang lại một tình huống ẩn chứa nguy hiểm cho đội khách. Và trọng tài Mai Xuân Hùng đã quyết định cắt còi. Dương Văn Hào đã bị phạm lỗi bởi đội trưởng Duy Thành bên phía đội chủ nhà. Sau đó Hoàng Đức cũng bị phạm lỗi. Quả đá phạt sẽ được thực hiện bởi Hoàng Đức, người đội trưởng của đội khách trong trận đấu này. Nhiều khả năng sẽ tung ra một đường câu bóng vào phía trong. Zaha đang xâm nhập vào từ vòng ngoài.
Hoàng Đức chuyền bóng. Vừa rồi đã nằm trong tầm kiểm soát của thủ thành Võ Ngọc Cường. Phán đoán tốt đến từ Võ Ngọc Cường giúp cho anh có thể làm chủ được tình hình. Trọng tài cũng đã có những động thái nhắc nhở với Nhâm Mạnh Dũng sau tình huống anh va chạm cùng Trọng Hiếu. Ryan Hà. Khuất Văn Khang cướp được bóng. Đây là Nhâm Mạnh Dũng. Có vẻ như ngày hôm nay thì mặt sân quá ẩm ướt. Nhầm tính thì chúng ta cũng đã được chứng kiến 4 đến 5 lần các cầu thủ của cả hai đội bị trượt chân rồi. Một hình ảnh không vui đã xuất hiện với Viettel. Zaha đang bị đau. Nếu như Zaha không thể tiếp tục thi đấu thì sẽ là một tổn thất lớn với câu lạc bộ Viettel trong trận đấu này. Dấu thay người cũng đã được đưa ra từ bác sĩ của câu lạc bộ Viettel. Zaha sẽ được dìu khỏi sân. Như vậy là Zaha sẽ nhường lại vị trí cho Trần Danh Trung. Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đã quyết định thay người, nhưng không phải là một sự thay đổi người mang tính một đổi một về mặt vị trí. Một cầu thủ có thiên hướng tấn công nhiều hơn như Danh Trung được tung vào sân để thay thế cho tiền vệ Zaha. Nhiều khả năng thì Hoàng Đức ở những phút sắp tới sẽ thi đấu thấp hơn một chút. Hoàng Đức sẽ thi đấu thấp hơn một chút và gần với Đức Chiến. Trọng Hiếu. Thành Bình không hài lòng với cách mà Muasir vừa va chạm với Phan Tuấn Tài. Hoàng Đức. Đường mở bóng nhanh lên phía trên đã không thể đến với đà di chuyển của Dương Văn Hảo. Văn Tùng. Văn Tùng phạm lỗi với Đức Chiến. Dương Văn Hảo. Trung Tỉnh. Tiếp tục là Trung Tỉnh. Đường truyền của Trung Tỉnh vừa rồi đã làm khó Văn Tùng.
tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Bóng đã trở lại với các cầu thủ đội chủ nhà. Lê Tiến Anh, đây là Thanh Thụ, người đã gặp chấn thương ở quãng đầu của hiệp đấu đầu tiên. Anh đã trở lại với sân vận động 19 tháng 8. Khuất Văn Khang chuyền bóng cho Danh Trung, mở bóng khá hợp lý sang phía hành lang cánh phải. Dương Văn Hảo, tình huống chuyền bóng non lực của Dương Văn Hảo. Duy Dương có một pha đưa bóng lên. Vẫn là các cầu thủ đội chủ nhà. Út Cường đưa bóng vào, không được. Muasi đã không thể tiếp cận. Vừa rồi thì cả Cao Trần Hoàng Hùng cũng như là Thanh Bình đã theo sát với cầu thủ bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa. Đó không phải là Muasi mà là Ryan Hà. Cao Trần Hoàng Hùng, Khuất Văn Khang, đường truyền vào bằng má ngoài không chính xác của Khuất Văn Khang. Trên thực tế đây là một trận đấu được diễn ra trong một thời tiết lý tưởng, nhiệt độ chưa tới 30 độ C. Nhưng có vẻ như là trước khi trận đấu này diễn ra thì các nhân viên của sân vận động 19 tháng 8 đã tưới quá nhiều nước, khiến cho mặt sân trở nên trơn trượt. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy khá nhiều các cầu thủ ở trận đấu ngày hôm nay bị trượt chân và không giữ được thăng bằng. Hoàng Đức, tiếp theo đã có được 14 điểm sau 10 trận, và nếu như giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay thì họ sẽ có được số điểm bằng với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và chắc chắn được góp mặt trong top 5 sau khi 11 vòng đấu khép lại. Nhưng vào lúc này thì chúng ta chưa thấy một tín hiệu nào thực sự tích cực đến từ cách tấn công của câu lạc bộ Viettel cả. Danh Trung vừa rồi đã phạm lỗi. Trần Danh Trung cũng đã có một đóng góp cụ thể ở vòng đấu đầu tiên khi mà Viettel có được tỷ số hòa 1-1 với câu lạc bộ Hà Nội. Trung Tỉnh, lỗi của Khuất Văn Khang. Khuất Văn Khang và cả Danh Trung đã được huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh sử dụng trong hiệp thi đấu thứ hai. Và sau khoảng gần 15 phút, Khuất Văn Khang và phần nào đó là cả Danh Trung nữa vẫn chưa để lại được những ấn tượng cụ thể. Những vị trí đang thi đấu tốt bên phía cả hai đội đều đến từ hàng phòng ngự. Bên phía Viettel là bộ đôi trung vệ Thanh Bình và Cao Trần Hoàng Hùng. Còn bên phía đội chủ nhà, người đang chơi ổn và thể hiện được tốt nhất đó là trung vệ Zairo. Nhâm Mạnh Dũng chuyền bóng tốt cho Danh Trung. Danh Trung mở bóng sang trái quá mạnh cho Khuất Văn Khang.
Khuất Văn Khang đi bóng tự tin, đưa bóng vào. Lại là Zairo với cú đánh đầu cản phá. Vẫn là một tỷ lệ kiểm soát bóng nhỉnh hơn của đội khách. Trung Tình đã rất cố gắng giữ được trái bóng, ở lại với cuộc chơi. Tuy nhiên thì bóng vẫn đã đi hết đường biên ngang và sẽ có một quả đá phạt góc được dành cho các học trò của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh. Họ có thể tìm kiếm bàn thắng ở những tình huống cố định. Và lúc này thì đây là giải pháp ngắn nhất để giúp cho Viettel có được bàn thắng. Hoàng Đức đưa bóng vào. Bóng đã được các cầu thủ áo vàng phá ra. Tuy nhiên vừa rồi thì Mạnh Cường đã ập tới và lấy lại được bóng cho Viettel. Cao Trần Hoàng Hùng. Theo những quan sát của chúng tôi thì bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa, họ sẽ có sự thay đổi người. Những người sắp được tung vào sân đó là số 5 Minh Huy và số 89 Nguyễn Hữu Khôi. Muasi đua tốc độ với Thanh Bình. Nhưng Thanh Bình ở tình huống vừa rồi đã chơi quá hay, phán đoán tốt và sau đó giữ lại được bóng, khiến cho Muasi bị lỡ đà. Hoàng Đức vẫn là các cầu thủ áo đỏ đang phối hợp ở biên. Như vậy là Tiến Anh và Ryan Hà sẽ nhường lại vị trí cho hai người đồng đội số 5 Nguyễn Minh Huy và số 89 Nguyễn Hữu Khôi. Đó là hai sự thay đổi người đầu tiên, chính xác hơn là trong hiệp 2 này thôi. Ở hiệp 1 thì Khánh Hòa cũng đã phải có một sự thay đổi người. Và cũng thật thú vị khi mà Minh Huy và Hữu Khôi được tung vào sân thì cơn mưa đã ập tới với sân vận động 19 tháng 8. Chúng ta sẽ có khoảng quãng 30 phút được chứng kiến cầu thủ của cả hai đội thủy chiến. Mưa rất to. Văn Hào cũng đã nhường lại vị trí cho Hữu Thắng. Đó là sự thay đổi người đến từ huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh. Lỗi của Mạnh Cường. Và thực đây là một cơn mưa khá lớn đã ập đến sân vận động 19 tháng 8. Và nó cũng sẽ có những ảnh hưởng tới chất lượng chuyên môn của trận đấu. Trung Tình. Trung Tình đã không thể vượt qua được Mạnh Cường. Là Trung Tình có bóng ở đáy biên, đưa bóng vào, nguy hiểm. Vẫn còn cơ hội cho các cầu thủ đội chủ nhà. Duy Thanh bấm bóng tốt, đưa bóng ra, không phải. Đó là cú dứt điểm ngay. Một cơ hội tốt đã được dành cho các cầu thủ bên phía đội chủ nhà Khánh Hòa. Út Cường là người đã cố gắng ập vào, đón được đường chuyền của Duy Thanh. Cường đã rất cố gắng. Nhưng thật khó cho cầu thủ ở tuổi 33 có đủ sức dướn để có thể xử lý trái bóng vừa rồi thực sự tốt. Ai cũng hiểu ở tình huống vừa rồi thì Út Cường cố gắng chuyền bóng sang dành cho Muasi. Phan Tuấn Tài.
Thanh Bình đường chuyền xuyên tuyến, tuy nhiên thì Danh Trung đã khống chế không tốt. Buasi không có lỗi của Cao Trần Hoàng Hùng, trọng tài Mai Xuân Hùng đã xua tay nhanh và mở bóng dành cho Khuất Văn Khang. Tuy nhiên thì cầu thủ bên phía câu lạc bộ Viettel đã rơi vào vị trí việt vị. Lỗi việt vị của cầu thủ bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa. Hữu Thắng. Hữu Thắng chuyền bóng lại cho Hoàng Đức. Và mở bóng rất hay của Hoàng Đức. Mạnh Cường. Trận đấu vẫn được tiếp tục. Đây là Mạnh Cường tạt bóng vào. Cầu thủ áo vàng đã phòng ngự tốt. Người vừa có một động thái phòng ngự tốt là Út Cường. Bóng đã nhanh chóng trở lại với các cầu thủ bên phía Viettel. Mạnh Cường chuyền bóng cho Đức Chiến. Hữu Thắng. Hãy cùng xem là Hữu Thắng xuyên phá như thế nào. Hai cú đánh gót liên tiếp của Hữu Thắng và Danh Trung. Chỉ một trong hai tình huống đánh gót là thành công thôi. Zaro một lần nữa cho thấy được tầm quan trọng của mình ở hệ thống phòng ngự của các cầu thủ Khánh Hòa. Và trả bóng không tốt của Đức Chiến dành cho Mạnh Cường. Quyền ném biên sẽ thuộc về đội chủ nhà Khánh Hòa. Đây là trận đấu thứ 5 kể từ đầu mùa Khánh Hòa được thi đấu trên sân nhà. Sau thất bại trong ngày ra quân trước Đông Á Thanh Hóa thì 3 trận đấu tiếp theo đó họ đều có được những kết quả tốt. 1 chiến thắng và 2 trận hòa. Muasi và các đồng đội, cả Zairo nữa, đang biến sân 19 tháng 8 trở thành một điểm đến không dễ dành cho những vị khách. Đường chuyền về của Đức Chiến. Phan Tuấn Tài. Kể từ đầu trận chúng ta cũng chưa được thấy nhiều tình huống mà Phan Tuấn Tài dâng cao để có những quả tạt hay những tình huống căng ngang. Hoàng Đức đã bị trượt chân. Bóng đến chân các cầu thủ đội chủ nhà. Trung Tỉnh. Duy Dương. Đồng đội đang xin bóng. Chất lượng đường truyền của cả hai đội trong hiệp thi đấu thứ hai này là không thực sự tốt. Trung
trọng tài thổi phạt Hoàng Đức. Trước đó thì Hoàng Đức đã có một động thái đỡ bóng. Trung Tỉnh đã lao tới rất nhanh. Với nỗ lực đoạt lại bóng thì Hoàng Đức đã phạm lỗi với Trung Tỉnh. Cả hai huấn luyện viên đều đang giữ cho mình một sự điềm tĩnh nhất định. Nhưng chắc chắn là trong những suy nghĩ thì họ đang muốn cải thiện những gì mà các học trò của mình thể hiện ở trên sân. Giờ thì Duy Dương sẽ thực hiện quả đá phạt trực tiếp cho các cầu thủ bên phía Khánh Hòa. Bóng được treo vào. Không có biến cố nào xảy ra trong khu vực 16m50 của câu lạc bộ Viettel cả. Trọng tài Mai Xuân Hùng đã theo sát với tình huống. Nó không thổi phạt cầu thủ bên phía Viettel. Zero trong những bước lùi xuống của mình đã bị trượt chân và ngã. Không có lỗi của cầu thủ áo đỏ. Hoàng Đức. Chúng ta đang bước vào quãng khoảng 20 phút cuối, bao gồm cả thời gian bù giờ. Trên sân vận động 19 tháng 8 thì cả Viettel cũng như là Khánh Hòa đều chưa thể ghi bàn. Cùng kỳ vọng là cả hai đội bóng sẽ chơi với một lối chơi nhanh hơn, cởi mở hơn ở những phút còn lại. Trung Tỉnh. Đó là các cầu thủ đội chủ nhà. Duy Dương. Nỗ lực đưa bóng vào trong của Văn Tùng đã kiếm về cho các cầu thủ bên phía Khánh Hòa một quả đá phạt góc. Sẽ được đổ dồn về Muasir và Zairo. Danh Trung đánh đầu phá bóng ra. Ngày một lớn hơn trên sân vận động 19 tháng 8. Sẽ có thêm một quả ném biên được dành cho Khánh Hòa. Cơn mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến những đường chuyền. Cầu thủ của cả hai đội sẽ phải đặt nhiều lực hơn cho những đường chuyền hay những quả tạt của mình.
đã đập vào phần ức của Hoàng Đức. Hoàng Đức đã cố gắng đứng dậy được và trận đấu sẽ được tiếp tục sau đây. Cơ hội cho các cầu thủ Khánh Hòa. Sút bóng. Cú dứt điểm của Buasi. Khá lộn xộn. Có đôi chút sóng gió vừa hướng về phía khung thành của Văn Phòng. Nhưng những người đồng đội ở phía trên của Văn Phòng đã tạo ra được những điểm bịt để ngăn cản những cú dứt điểm của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa. Mùa Sỉ cũng đã có được cơ hội nhưng cú sút của anh không thể vượt qua được sự truy cản của Thanh Bình. Như vậy là Nhâm Mạnh Dũng và Phan Tuấn Tài sẽ rời sân. Số 15 Xuân Kiên và số 88 Duy Thường là những cầu thủ sẽ xuất hiện sau đây. Xuân Kiên sẽ chám vào vị trí của Phan Tuấn Tài, còn vị trí của Nhâm Mạnh Dũng sẽ được khỏa lấp bởi Danh Trung. Duy Thường sẽ đá ở hành lang cánh. Đó là những gì chúng ta có thể nhận định được về sơ đồ đội hình cũng như là vị trí của các nhân sự bên phía Viettel ở những phút sắp tới. Rất dũng cảm. Cầu thủ áo vàng vừa có một động thái phòng ngự lăn xả. Hoàng Đức. Cú sút rất bất ngờ đến từ Hoàng Đức. Hoàng Đức đã tìm kiếm cơ hội cho mình với một cú sút từ xa. Nhưng bóng đã không hướng về phía khung thành của thủ thành Võ Ngọc Cường. Khuất Văn Khảng chiếm lĩnh được vị trí nhưng không thể tung ra được đường chuyền. Bóng đã nảy ra ngoài tầm kiểm soát của Khuất Văn Khảng. Cơn mưa lớn đang càng khiến cho sân vận động 19 tháng 8 trở nên trơn trượt hơn. Khá tốt. Bóng đang trong chân các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa. Út Cường. Út Cường đã kiếm về cho các cầu thủ bên phía đội chủ nhà một quả đá phạt góc. Trong hiệp 2 này thì cả thủ thành Võ Ngọc Cường và thủ thành Văn Phong đều không phải làm việc quá nhiều. Khá lập cập, nguy hiểm. Nỗ lực bật cao đánh đầu vừa rồi của Đức Chiến xém chút nữa đã trở thành một tình huống đưa bóng về lưới nhà. Rất may với Viettel là bóng đã không rơi vào khung thành của thủ thành Văn Phòng. Phút 80 rồi. 13 cú dứt điểm đã được đưa ra từ cả hai đội. 5 trong số đó đến từ đội chủ nhà, 8 thuộc về đội khách và chúng ta mới chỉ có một cú dứt điểm trúng đích đến từ Ryan Hà trong hiệp đấu đầu tiên. Tình huống va chạm rất nguy hiểm đã xảy ra ở vòng cấm của câu lạc bộ Viettel.
Minh Huy đã phải nhận một chiếc thẻ vàng. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Chính Minh Huy là người đã bật cao đánh đầu. Anh đã có pha va chạm với Đức Chiến. Một tình huống quá tham bóng của Minh Huy. Những phút cuối này là những phút nhạy cảm. Đội bóng nào có được bàn thắng thì sẽ rất rất gần với chiến thắng. Đây là một trận đấu cho tới lúc này được diễn ra với chất lượng chuyên môn không cao. Ngoài việc không có được bàn thắng thì cách tấn công của cả hai đội đều không được định hình một cách rõ ràng. Danh Trung đã cố gắng mở bóng cho Hữu Thắng. Hữu Thắng. Không khó để chúng ta nhận ra rằng cả hai đội bóng đang tìm kiếm cơ hội cho mình từ những quả đá phạt cố định. Hữu Thắng sẽ thực hiện quả đá phạt góc này cho đội khách Viettel. Người đã chạm bóng vừa rồi là Đức Chiến. Nhưng bóng không hướng về phía khung thành của thủ thành Ngọc Cường. Duy Thường. Vậy sẽ có phạt góc dành cho Viettel. Duy Dương đã nỗ lực để ngăn cản và tạt bóng đến từ vị trí của Bùi Duy Thường. Hữu Thắng. Lỗi của Khuất Văn Khạc. Anh đã phạm lỗi với Trung Tỉnh. Đội chủ nhà sẽ có thêm hai sự thay đổi người. Như vậy là Trung Tỉnh và Văn Tùng sẽ là những người rời sân. Văn Thạnh và Đình Kha được huấn luyện viên Võ Đình Tân tung vào sân ở những phút cuối. Như vậy là huấn luyện viên Võ Đình Tân đã sử dụng đủ 5 quyền thay đổi người. Trước đó thì huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh cũng đã thay đủ 5 người trong trận đấu này. Duy Thường khá tốt. Hữu Thắng cánh trái khá trống trải, đường truyền dành cho Khuất Văn Khạc không thể đưa được bóng vào trong. Cao Trần Hoàng Hùng. Hoàng Đức. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ Viettel.
Tuy nhiên thì sự tranh chấp đã xảy ra ở khu vực giữa sân. Các cổ động viên của đội chủ nhà vẫn cực kỳ nhiệt huyết. Họ vẫn nán lại sân để cổ vũ cho các cầu thủ con cưng của mình. Minh Huy chuyền bóng cho Út Cường. Bóng được mở sang cánh đối diện. Vẫn còn cơ hội cho các cầu thủ áo vàng. Không có lỗi. Trận đấu vẫn được tiếp tục. Đường truyền của đội trưởng Duy Thanh bên phía đội chủ nhà đã bị cắt. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ áo vàng. Tiếp tục phá bóng lên. Duy Dương. Đó là một đường truyền theo bản năng mà không có sự quan sát của Duy Dương. Liên tiếp là những tình huống tranh chấp quyết liệt của cầu thủ cả hai đội. Phút 87 rồi. Một bàn thắng sẽ giải quyết tất cả cho trận đấu này. Đức Chiến. Hữu Khôi đã phạm lỗi với Đức Chiến. Hai trận đấu cuối của giai đoạn 1 với Khánh Hòa là những cuộc đối đầu với Hà Nội FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đó đều là những đội bóng đang có được phong độ khá cao. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang trở thành một chú ngựa ô ở giai đoạn 1 này. Hoàng Đức và các đồng đội ở vòng đấu tiếp theo sẽ trở về sân nhà để tiếp đón BKMX Bình Dương. Họ sẽ khép lại giai đoạn 1 với một chuyến làm khách đến sân vận động Thống Nhất của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng Đức thực hiện quả đá phạt. Bóng được treo vào. Đánh đầu. Không có bàn thắng cho câu lạc bộ Viettel. Đức Chiến, Bùi Duy Thường là những người đã cố gắng tiếp cận. Đó là một cơ hội rõ rệt dành cho các cầu thủ áo đỏ. Người đã chạm bóng là Đức Chiến. Ở phía sau thì Duy Thường cũng đã sẵn sàng để có cú dứt điểm. Đáng tiếc với Đức Chiến, với Viettel là bóng không hướng về phía khung thành của thủ thành Ngọc Cường mà chỉ đi vào cạnh lưới mà thôi. Duy Dương là người sẽ thực hiện quả đá phạt. Mình đã chờ tiếng còi của trọng tài Mai Xuân Hùng. Duy Dương bóng được treo vào. Hoàng Đức. Vẫn là Hoàng Đức. Xử lý khá điềm tĩnh. Và trọng tài xác định là sẽ có quả ném biên cho câu lạc bộ chủ nhà Khánh Hòa. Phút thi đấu chính thức cuối cùng.
cố gắng để đưa bóng vào trong. Trận đấu sẽ có 3 phút bù giờ. Triển khai bóng lên cho Viettel. Danh Trung, Đức Chiến xâm nhập, vẫn là Danh Trung, tiếp tục là Danh Trung, làm gì? Nguy hiểm. Văn Thạnh đã pha bóng. Văn Thạnh đã lùi về rất nhanh, nhoài người và cố gắng pha bóng. Nếu không có Văn Thạnh thì cơ hội sẽ là cực kỳ rõ rệt dành cho Hữu Thắng. Hữu Thắng sẽ thực hiện quả đá phạt góc này cho câu lạc bộ Viettel. Trần Mạnh Cường, Cao Trần Hoàng Hùng, phản công cho câu lạc bộ Khánh Hòa. Muasi, một đối một với Thanh Bình không dễ rồi. Ý đồ đẩy bóng của Muasi là quá dễ với Thanh Bình. Xuân Kiên, Danh Trung. Còn hơn 1 phút cho nỗ lực của cả Viettel cũng như là Khánh Hòa. Bóng được treo vào. Nếu như cả hai đội bóng chỉ có được một điểm trong trận đấu này thì đó sẽ là một kết quả không khiến cho cả hai câu lạc bộ có thể hài lòng được. Út Cường đang bị đau. Và rót bóng của Xuân Kiệt không khó với thủ thành Ngọc Cường. Và tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên từ trọng tài Mai Xuân Hùng. Khánh Hòa và Viettel sẽ chỉ có được một điểm, có thêm được một điểm sau khi vòng đấu thứ 11 khép lại. Kết quả hòa không đều trên sân vận động 19 tháng 8 khiến cho Khánh Hòa có được 12 điểm sau 11 trận đấu và vẫn dậm chân ở vị trí thứ 10. Viettel cũng đã có được thêm một điểm, qua đó họ có được 15 điểm, bằng điểm với những câu lạc bộ như Hải Phòng, Topland Bình Định và Thép Xanh Nam Định, qua đó tạo ra một cuộc đua khốc liệt ở các vị trí thứ 5, thứ 6, thứ 7 và thứ 8. Đây sẽ là một cuộc đua để bảo toàn được một vị trí nằm trong top 8 ở quãng cuối của giai đoạn 1 này, và nó hứa hẹn sẽ là những trận đấu rất hấp dẫn ở vòng đấu thứ 12 và 13 sắp tới. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì buổi tường thuật trực tiếp của FPT Play trận đấu thuộc khuôn khổ vòng đấu thứ 11 của Night World V-League 1 2023 giữa Khánh Hòa và Viettel xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.